Cục Quản lý Môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường Thái Lan vừa phát đi thông báo về tình trạng ô nhiễm tại khu vực Bangkok và những vùng lân cận ngày càng có xu hướng trầm trọng hơn. Cụ thể, Cục Quản lý Môi trường Thái Lan cho biết, tại rất nhiều khu vực trong nội thành thủ đô Bangkok cũng như những khu vực lân cận, hiện nồng độ khói bụi siêu nhỏ vượt ngưỡng cho phép và có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Theo những con số công bố của cục này, thì hiện nay trong khu vực Bangkok và lân cận có 8 điểm hiện đang ở mức báo động đỏ về tình hình ô nhiễm, nồng độ khói bụi siêu nhỏ đều vượt ngưỡng cho phép. Ngoài ra, khi kiểm tra nồng độ khói bụi ở những khu vực khác trong nội thành và một số những khu vực lân cận đều vượt ngưỡng cho phép nhưng không vượt quá cao. Ngay sau khi những thông tin này được Cục Quản lý Môi trường phát đi, rất nhiều các cơ quan ban ngành có liên quan đã bắt tay vào cuộc để giải quyết tình trạng ô nhiễm.